Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện ta diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Hạt kiểm lâm huyện triển khai công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 6 năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới khóa 2 và đào tạo lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2018. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 2 và lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 1 năm 2018 có 225 học viên thuộc các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đảng bộ huyện. Tham gia học lần này, các học viên sẽ được các giảng viên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện truyền đạt những vấn đề liên quan đến chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế của Đảng, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, được trang bị những vấn đề về mặt lý luận và áp dụng vào thực tiễn công tác. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng bộ huyện luôn chú trọng công tác bồi dưỡng lớp sơ cấp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng đảng viên và lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ đảng viên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong giai đoạn cách mạng mới. Được tham dự các lớp học lần này là điều kiện, cơ hội để các học viên xây dựng, củng cố bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và niềm tin tuyệt đối vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để các học viên hoàn thành nội dung các khóa học, đề nghị các học viên thực hiện tốt nội quy, quy chế lớp học, khắc phục khó khăn, tiếp thu, nghiên cứu và lĩnh hội đầy đủ các nội dung về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới và vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, đơn vị công tác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 6, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tĩnh Gia phối hợp với Ủy ban dân xã Hải Châu tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018 và hưởng ứng chiến dịch làm sạch bờ biển. Tới dự có các đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Nguyễn Thị Thu Trang, huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các ban ngành đoàn thể cùng các tình nguyện viên trên địa bàn. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thị Thu Trang kêu gọi các cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Hải Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, huy động và nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia chiến dịch bằng những việc làm thiết thực như công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường biển. Hải Châu là một xã ven biển có chiều dài gần 7 km đê bao quanh. Việc vứt rác thải, trong đó chủ yếu là túi ni lông ra bờ biển, đã ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe của người dân. Sau đó, vấn đề môi trường luôn được cấp ủy chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân chung tay bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Lễ ra quân là dịp cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân trong toàn xã nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, từ đó tích cực tham gia các hoạt động ý nghĩa về bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông, tập kết rác thải đúng quy định. Ngay sau lễ ra quân là chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch làm sạch bờ biển. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tiến hành làm vệ sinh môi trường, thu nhặt rác thải ở dọc bờ đê thôn Bắc Châu, góp phần gìn giữ, xây dựng môi trường biển xanh sạch đẹp và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6, hơn 2.500 thí sinh trên địa bàn huyện ta đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019, huyện Tĩnh Gia có 2.557 thí sinh đăng ký dự thi với 108 phòng thi và được tổ chức ở 5 hội đồng thi tại 5 trường trung học phổ thông. Trong đó, hội đồng thi trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1
có 27 phòng thi với 648 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia II có 23 phòng thi với 536 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia III có 26 phòng thi với 617 thí sinh đăng ký dự thi. Hội đồng thi trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia IV có 18 phòng thi với 421 thí sinh đăng ký dự thi và Hội đồng thi trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Nghi Sơn là 14 phòng thi với 335 thí sinh đăng ký dự thi. Các thí sinh thi 3 môn gồm ngữ văn, toán, tính điểm hệ số 2, môn tiếng Anh, tính điểm hệ số 1. Ngày 8 tháng 6, buổi sáng các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút. Ngày 9 tháng 6, các thí sinh thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong hai ngày diễn ra kỳ thi tại các hội đồng thi trên địa bàn huyện, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Các đồng chí trong ban chỉ đạo thi của huyện với tinh thần trách nhiệm đã bám sát các hội đồng được phân công để theo dõi và chỉ đạo công tác thi. Trong suốt quá trình thi không có tình trạng người nhà thí sinh tập trung đông người. Trong phòng thi các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài thi. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao của ban chỉ đạo thi cấp huyện, sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của ngành giáo dục và đào tạo, các hội đồng thi cũng như sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành chức năng, nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019 trên địa bàn huyện ta diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Với chức năng là cơ quan thường trực của ban chỉ đạo về chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững của huyện, trong thời gian qua, Hạt Kiểm Lâm huyện Tĩnh Gia đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng các phương án, kế hoạch về công tác quản lý và bảo vệ rừng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy rừng. Trong đó, Hạt Kiểm Lâm huyện đã chỉ đạo kiểm lâm viên trên địa bàn phối hợp với các ngành hữu quan, các xã có rừng, tổ chức các hội nghị tuyên truyền cấp thôn thông qua 25 hội nghị với hơn 1.000 lượt người tham gia. Cùng với đó, Hạt Kiểm Lâm huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia đôn đốc kiểm tra các hộ nhận khoán phát dọn thực bì và tu sửa hệ thống đường băng cản lửa với diện tích 862,9 hectare, xây dựng phương án giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông bằng phương pháp đốt trước có điều khiển, tổ chức tuần tra và trực gác tại 9 chốt có tầm quan sát nhằm phát hiện sớm khả năng cháy rừng. Hạt Kiểm Lâm cũng đã phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương các xã Nguyên Bình, Tân Dân xây dựng 12,1 km đường băng trắng cản lửa, kết hợp tuần tra tác chiến chữa cháy rừng, làm giảm vật liệu cháy theo đám 4,3 hectare tại xã Định Hải, xây dựng phương án tác chiến giữa cháy rừng, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện máy móc, thiết bị, dụng cụ hậu cần, y tế theo phương châm 4 tại chỗ. Có thể nói, thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được cấp ủy chính quyền và các ngành hữu quan từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt, nên 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn huyện không xảy ra cháy rừng. Có thể nói rằng là đến thời điểm này thì cái tình hình an ninh rừng và đặc biệt là công tác phòng cháy chữa cháy rừng là đang được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. Ngoài cái công việc về tuyên truyền, về chỉ đạo để tăng cường kiểm tra đấy, thì về phía Kiểm Lâm cũng đã tham mưu cho huyện để mình chỉ đạo thực hiện các công trình lâm sinh liên quan đến cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng, như là xây dựng các hệ thống đường băng cản lửa kết nối với đường dân sinh để tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc tuần tra kiểm tra an ninh rừng và di chuyển lực lượng để mà tổ chức chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Trong năm 2018 thì được cái sự hỗ trợ của cái dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng của tỉnh Thanh Hóa thì huyện chúng ta cũng đã thực hiện được hơn 12 km đường băng cản lửa. Ngoài cái biện pháp xây dựng đường băng thì còn làm giảm cái chỉ đạo làm giảm cái vật liệu cháy bằng phương pháp đốt trước trên cái diện tích rừng thông thuần loại tập trung trên cái toàn bộ cái lâm phần thuộc ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia quản lý hơn 200 hectare để đảm bảo cho cái việc là giảm thiểu cái nguy cơ cháy rừng. Tiếp theo là phải tổ chức cái lực lượng thường trực phối hợp cái lực lượng thường trực tại các điểm chốt đối với trên địa bàn của huyện đấy, là chúng ta xác định là 9 cái điểm chốt, có thể nói rằng là
về phía tham mưu đấy, Kiểm Lâm cũng đã phối hợp với các lực lượng của ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia và các xã tổ chức cái lực lượng để chốt trực thường xuyên, đặc biệt vào những cái giờ cao điểm, chẳng hạn như là vào cái khung giờ từ 10 giờ đến 2 giờ chiều và từ 15 giờ đến 9 giờ đêm, thì có thể nói rằng là phải có cái lực lượng chốt trực tầm xa để nhằm phát hiện sớm cái các điểm cháy trong và ven rừng để kiểm tra và xử lý kịp thời. Nhưng mà với cái tinh thần ấy, cho nên là về cái việc ngoài cái việc tuyên truyền vận động nhân dân, cái tăng cường kiểm tra giám sát và cái tăng cường chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp từ huyện đến cơ sở, cho nên là đến giai đoạn này thì cái tình hình cháy rừng trên của huyện thì nó đang cơ bản kiểm soát. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trật tự công cộng trên địa bàn. Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 6 năm 2018, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện phát hiện 97 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó tạm giữ giấy tờ xe ô tô 6 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe mô tô 51 trường hợp, xe điện 9 trường hợp, tước giấy phép lái xe 2 tháng 1 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước số tiền hơn 20 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu do người dân không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy không có gương chiếu hậu, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, điều khiển phương tiện chạy ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A. Trong thời gian này, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông tại địa phận xã Xuân Lâm và Hải An, hậu quả làm 3 người bị thương, hư hỏng 2 xe ô tô. Chương trình truyền hình Tĩnh Gia hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.